đố mọi người em đi chợ ở đâu đó, đã lên đến đây rồi thì nhất định phải ăn bún cá nha mọi người, chứ có bán bún riêu đâu ăn mà không ăn bún cá. Giờ em cầm ba xị đi chợ nha. Thấy em leo cái đường đi chợ không? Muốn leo đường gì lại không đi chợ được hả? Không dám đâu. Cho mấy bà coi cá đồng nè. Nè mấy bà có thấy gì chưa? À đây là cái chợ cầu sắt 13 nha mọi người. Cái chợ này nó nằm ở dưới cái chân cầu luôn á. Ở chợ này chắc giàu lắm tại không mất tốn tiền xây chợ á. Ở đây nè, người ta bán luôn ở dưới cái chân cầu giống vậy nè mọi người. Giờ em sẽ lội cho mấy bà xem nha. Chị có muốn vào bán sao hả chị? Thấy không, muốn bào đừng có liên tưởng tới bún riêu. Em mua xuống để nấu mì đồ ăn á, chứ cỡ này không có thời gian để nấu bún rồi mọi người. Mua thêm 4 cái hột vịt nữa đặng để làm mắm chân ăn. À, bây giờ em lội vô đây cho cả nhà xem nha. Người ta bán luôn ở dưới chân cầu giống như vậy nè mọi người. Xe bự thì nó chạy ầm ầm ở trên cầu á. À, công nhận ở gần chân cầu cũng có lợi chứ bộ à. Bây giờ chỗ qua đây thì người ta sẽ bán thêm một con đường ở bên đây nữa. Mình lội bọc cái chân cầu đó, cái mình qua chân cầu bên đây, cái mình có một con đường đi dài xuống nữa nè. Bây giờ em lội dài xuống con đường này cho mấy bà xem nha. Nó thấy con đường không? À, mình đi ngược lại cái phía bên kia hồi nãy nha mọi người. Ở đây người ta cũng bắt bàn bán bún bán cháo rồi nè. Em thấy là có bún cua, không biết phải bún riêu không à. À, đi trên An Giang thường vậy á, em thấy người ta thường bán bún cá nhiều hơn bún riêu á. Gọi là đặc sản của người ta mà, bún cá Châu Đốc. À, đi miệt dưới hoài cũng vậy hà, hôm nay đi miệt trên nha mọi người. Ở chỗ em gọi ở trên đây là trên An Giang á, còn đi mấy cái vùng Hậu Giang đầu là thì gọi là ở dưới. Cái chợ này cũng vui lắm, mình lội vòng vòng như chữ M vậy đó. Bông điên điển bán sao hả cô? Bông điên điển 5.100. À, em mua xuống để mần dưa bông điên điển á, tại vì bữa nay thấy nó rất là ngon. Chúng lên 15.000. Cô kêu em hút chút xíu nó đi 15.000 mà em hút nhí nhí hoài chắc cũng nóng em lắm luôn á. Chứ hút nhiều quá rồi em sợ nó dư á, nên em hút ít. Nhiều khi mua cái gì đó cái em lỡ hút nhiều quá cái ta nói gì nè, thôi lỡ dư rồi cho luôn, cái tự nhiên em thấy em ngại mọi người. Kiểu như không biết người ta có nghĩ mình cố tình hút dư không á. Cho nên từ đó tới bây giờ là em rút kinh nghiệm rồi em hút ít ít thôi, em không có dám hút nhiều sợ người ta lỗ. Cái này cá đồng hả chị? Cá đồng không? Cá đồng không? Đồng bảo đảm chào bán xịt mà. Bán sao hả chị? Chị mua hết ra con này không? Thôi em mua con bự đó hả? Con bự thì trả em 120 cho chị. 120 đó hả? Dạ. Cái này 350. 36 người 38 dạ. À, hồi nãy tại đầu clip em nói chơi vậy thôi chứ lên đây thì nhất định sẽ ăn bún cá nha mọi người. À, mình đi chỗ nào thì mình sẽ ăn đặc sản của cái chỗ đó, đặng về còn có cái để học với người ta. Còn bún không hả cô? Không. Cho con vịt đem về. Bún cua, bún cá. Con bún cá. Em ghé qua cô này mua một con gà chạy bộ. Cho em cái bí đó. À, mấy bà có biết gà chạy bộ là gì không? Mấy ông này ưa giỡn nói là gà chạy bộ thì nó mới ngon, còn gà mà không chạy bộ thì nó không có ngon. À, ý là nói tới gà công nghiệp với gà thả vườn á. À, thôi nói gì nói, mình ăn bún trước đi rồi mình tính. À, nhìn tô bún cũng thấy thèm lắm chứ bộ à. Bo nó thêm một ly đá me nữa nè. Muốn coi cái clip mà em ngào đá me làm sao đúng không? À, đi mai mốt em rảnh em sẽ lên clip cho mọi người nha. Mình ngào đá me mà có khóm vô nó ngon nhất cái nách luôn. À, kiểu như nó thơm thơm á, vừa thơm mùi me mà vừa thơm mùi khóm nữa. Em vô một ít đậu phộng nữa, trời ơi thứ gì mà chịu nổi. Thôi em mời cả nhà ăn với em nha. À, bữa nay mua bún cá chứ lịch sự lắm, em không có xin thêm rau. Tại vì hồi sớm em có mua một bọc rồi cho nên không có xin thêm. Chứ xin hoài cũng mắc cỡ chứ bộ. Nhưng mà không xin rau thêm thì đâu có rau đủ đâu mà ăn. Nhưng mà em xin rau thêm em biết điều lắm là em bớt bún lại rồi xin nhiều rau nha mọi người. Mình ăn ít bún nhiều rau nên chắc người ta cũng không có đến đổi buồn mình đâu đúng không. Hồi sớm em về em bỏ vô thêm một nắm nữa, vậy là cái tô của em nó dung lên tới như vậy đó. Mình ăn bún hay ăn gì đó rau nhiều thì em thấy nó không có ngán á, ăn ít thì sẽ ngán. Nhưng mà không biết ít nhiều gì không biết chứ ăn cũng hết tô như thường hà. À, em á là em đi bên lúa gạo nhưng mà em vẫn mua gạo ăn bình thường, tại vì em chỉ xay xô à chứ không có xay trắng.